Hello các bạn, xin chào các bạn đến với kênh youtube Phố World Tại Nhà cùng với Kim Và ngày hôm nay thì là ngày 17 tháng 4 Tuy nhiên là các cái trade plan của chúng ta có từ khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 Thì hiện tại nó đang đi gần sát với các cái diễn biến của nó cũng như là um, các cái trade plan mà mình vừa đưa ra từ hai ngày trước là ngày thứ hai thì uh, dành cho cái cuộc chiến tranh giữa Israel và Iran á thì hiện tại cũng đi rất đúng với một trong hai kịch bản chính và đã hit các cái vùng giá mình target như là 505, 503 và ngày hôm nay là vùng giá 500. Và như vậy thì các diễn biến của market sẽ diễn ra như thế nào? À, những bạn mà đang có position của Tesla đã cùng kim hedge từ tháng 2 từ ngày 2 tháng 4 thì ngày hôm qua và hôm nay các bạn đều hoàn toàn có thể chốt lời một phần 2 cái position hedge này ở cái mức profit từ 80 cho đến 120% và như vậy các bạn cứ yên tâm giữ cái số position hedge còn lại bởi vì đó chính là free hedge tức là mình không cần bỏ tiền ra để mình hedge tesla nếu như mà tesla tiếp tục xuống dốc thì các bạn sẽ có một cái khoản lợi nhuận đủ để bù cái khoản loss share hoặc là lip call do tesla gây ra còn nếu như mà tesla tiếp đi lên từ cái điểm này thì như vậy á cái free hedge của các bạn á nó hoàn toàn không mất tiền do là các bạn đã chốt lời trước đó thì với những gì mà kim đã chia sẻ với cộng đồng ngày hôm nay ngoài việc mình phân tích market với các bạn về xu hướng của dòng tiền cũng như về ta thì mình cũng muốn chia sẻ thật lòng với các bạn về những cách kiếm tiền và quan trọng hơn hết là giữ tiền trong us stock market à, nếu như mà các bạn còn nhớ trong video cho trade plan tháng 4 này thì mình có chỉ ra một cái tín hiệu rất là rõ ràng đó, đó chính là cái divergence ha divergence giữa cái chuyển biến giữa market và uh, dumb money và cũng như là cái độ chênh lệch giữa uh, smart money nằm ở dưới level 0.4 và dumb money thì nằm ở dưới trên level 0.7 từ lúc mà mình chia sẻ đến nay á thì cái đó là một trong những cái tín hiệu để mình có thể mình nghĩ rằng là market trong thời gian sắp tới nó sẽ có cái nhịp buôn bán. Và tính tới thời điểm hiện tại thì market nó đã có cái nhịp buôn bán gần 5% từ cái đỉnh cao nhất all time 2 của nó. Và hiện tại thì chúng ta đang có một cái tín hiệu khác, đó là tín hiệu crossing giữa dumb money và smart money nếu như các bạn nhìn lại trong quá khứ thì có những lần cái tín hiệu này khi xảy ra nè đó ở điểm này ha là market nó sẽ quay nó nó sẽ có những cái nhịp nó sẽ tiếp tục cái nhịp bull run của nó và thậm chí là nó hype lên rất là cao tương tự ở điểm này thì cái market nó lại xảy ra một cái tình trạng khác đó chính là nó có một cái nhịp bounce lên tạm thời và sau đó lại tiếp tục tạo những cái lâu và lâu tức là lại tiếp tục xuống dốc à, tương tự cái đấy, thời điểm thời điểm này và thời điểm này cũng như vậy thời điểm này á, thì market nó có một cái à, nó gần như nó đi flat và sau đó nó lại tiếp tục nó lao xuống luôn các bạn thì như vậy á, cái điều này nó có nghĩa là gì ở những cái lần á, mà khi smart money và dumb money á, họ nó, nó, nó cross với nhau á, theo cái chiều là dumb money từ trên hướng xuống và Smart Money từ dưới hướng lên thì nó thường nó sẽ cho chúng ta có một cái nhịp hồi à, hầu hết trong các trường hợp và những trường hợp trước nữa thì nó cho chúng ta có một nhịp hồi tạm thời tuy nhiên sau nhịp hồi đó mình chưa có biết chắc được là market nó có còn đi lên nữa hay không hay là nó sẽ tiếp tục nó quay đầu và nó tạo những cái lâu mới tức là tiếp tục nó lao xuống vì vậy cho nên nếu như mà các bạn dự định bắt đáy trong cái thời điểm này thì các bạn nên cực kỳ cẩn trọng và mình nên canh theo cái gì ạ? mình nên canh theo những cái level kháng cự quan trọng xem xem là market nó có market nè tức là spy nè qq nè và stock lẻ nè có break out được những level kháng cự quan trọng hay không hay là nó chỉ hồi lên những level kháng cự và sau đó lại tiếp tục lao xuống và cái thứ hai nữa đó là nếu như các bạn dự định bỏ tiền vài ngàn vào những cái clip kho thì các bạn cũng nên cân nhắc cái số tiền bỏ ra đó nếu mà nó lên thì chúng ta có lời được bao nhiêu và nếu như nó quay đầu nó ngược xuống thì cái phần lỗ mình có chịu đựng được hay không và mình có sẵn lòng mình dca ở những cái level thấp hơn hay không thì đó là câu hỏi mà khi muốn đặt ra cho các bạn để các bạn xem đây có thực sự phải là level mà chúng ta có cần bắt đáy hay không. Và mình sẽ tiếp tục mình phân tích tình trạng của market hiện tại đó. Thì tính đến ngày hôm qua theo cái dữ liệu ngày hôm qua thì smart money thì cái insider trading á, vẫn theo cái xu hướng là cực kỳ minimal buy tức là hầu như không có buy mà chỉ có canh những cái nhịp market hồi lên để vào nhịp sell. À, hôm nay thì mình chưa có dữ liệu cho nên mình không biết là tới lúc 7 giờ Cali hôm nay thì uh, cái level buy của insider có được tăng lên và level sell thì có giảm hơn không bởi vì ngày hôm nay uh, con spy nó chạm cái level quan trọng của nó là 500 và từ đó nó đang có cái nhịp hồi nhẹ thì uh, chúng ta sẽ cần xem tiếp về cái gì ạ? những cái chỉ số về mức độ rủi ro hay là mức độ sợ hãi trong market và đây là cái điều mà kim thấy rất nhiều bạn, kể cả những trader hay là những professional hay là các alert trên market đang nhầm lẫn. nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào uh, on the surface á, tức là mình nhìn vào cái mức độ uh, mức độ bề mặt á, thì các bạn sẽ thấy là mức độ rủi ro hiện tại á, ở cái level ở mức độ trong mức thời gian ngắn hạn á, nó đang ở mức low risk có nghĩa là hoàn toàn an toàn để chúng ta mua vào À, để chúng ta đánh những cái cứu Win cứu xuyên trong thời gian ngắn hạn đi lên. À, tuy nhiên á, mức độ rủi ro về dài hạn á, thì đang nằm ở cái mức trung bình là khoảng năm. Ở đây á, thì chúng ta đang có một cái mức độ sợ hãi à, rơi về rất là nhanh chóng từ cái level cách đây chỉ có khoảng một tháng hay là chỉ có khoảng một tuần 10 ngày thôi. Nó còn đang nằm ở cái level là là extreme greed. Tức là rất là tham lam hay là mức độ khoảng chừng 70 là rất là tham lam, là khoảng tham lam. Bây giờ nó tụt một cái eo xuống 35. Thì ở bề mặt, đây có vẻ như là một cái tín hiệu để chúng ta có thể vào. Chúng ta bắt những cái nhịp hồi tạm thời. Và Kim nhấn mạnh cái chữ là nhịp hồi tạm thời. Cái lý do vì sao? Các bạn có nhớ là cách đây khoảng 2 tháng, chúng ta luôn luôn nói về cái tình trạng mức độ rủi ro ở mức high risk, cũng như là mức độ rủi ro trong ngắn hạn hay trung hạn nè, đều ở mức high risk là khoảng 89. Nhưng mà các bạn có nhớ cái thời gian đó mà kịch của mình đi như thế nào không? Nó lên liên tục và sau khi mà nó có những cái nhịp hồi rất là nhẹ, khoảng tầm không chấm mấy phần trăm thì sau đó nó lại bắn lên tiếp tục tạo o tham hai mới. Và như vậy lần này cũng vậy, khi mà chúng ta thấy những cái mức độ rủi ro, đặc biệt là ở à, ngắn hạn nó hồi về, nhưng mà ở trung hạn vẫn chưa hồi, thì như vậy á, nó có khả năng là a à, nó sẽ có nhịp hồi, nhưng mà cái nhịp hồi này nó lên cao được bao nhiêu thì chúng ta chưa biết, và thật sự Kim cũng không biết các bạn. À, và cái mức độ về rủi ro, cái mức độ về sợ hãi khi các bạn nhìn ở đây nè, các bạn thấy nó là 35, đúng không ạ? Nhưng nếu như mà các bạn nhìn vào cả một quá trình cả một cái timeline cả một cái quá trình của nó. Thì các bạn sẽ thấy nè. Từ tháng tư của năm 2023 cho đến tận bây giờ thì gần như là từ cái đấy của tháng 10 năm 2023 cho đến bây giờ. Chúng ta liên tục chúng ta có cái chỉ số Fear greed Index ở cái mức cao sau khi mà nó đã break lên được cái khoảng chừng khoảng tháng 11 bắt đầu tháng 11 12 thì nó liên tục nó giữ trên cái level khoảng 40 và nó đang nằm ở, nó chỉ nằm ở cái level khoảng mươi mấy 50. Như vậy á, cái việc khi mà chỉ số sợ hãi nó rớt xuống level 35. Nó rớt xuống như vậy nè. Mình không chắc á, là nó có hồi từ cái level này đi lên hay không. Hay là sao? Trước đây á, người ta đang rất là tham lam. Bây giờ người ta đang rất là sợ hãi và như các bạn thấy á con người của mình á cái bản tính của mình à, khi mà mình đã tham lam quá rồi mà các bạn mà người ta kêu mình dừng lại đi mình dừng lại đi mình đừng tham nữa thì rất là khó có người có thể làm được chuyện đó và như vậy khi mà chúng ta đang quá sợ hãi bây giờ cứ khuyên chúng ta là cứ ngừng sợ hãi đi ngừng sợ hãi đi thì liệu mình có ngừng sợ hãi được hay không đúng không ạ? vì vậy cho nên á cái khả năng á mà Kim thấy á là cái mức độ sợ hãi này có thể còn được kéo xuống tiếp nữa có nghĩa là sao? những cái cú bao trong ngắn hạn á nó có thể nó dẫn đến những cái cú sụp dài hơn à, sâu hơn trong tương lai và như vậy trước khi mà mình chia sẻ với các bạn về cái trade plan của mình cũng như mình chia sẻ về các cái ta các level về ta thì mình muốn nói với các bạn về những cách để giữ tiền trong market cái thứ nhất để các bạn có thể giữ tiền trong market cái quan trọng nhất là chúng ta phải có một cái trade plan và cái trade plan đó là một cái trade plan mà bạn phải có chứ không phải là bạn nghe theo một ai đó lúc mà muốn vô là vô còn cái khi mà người đó nói ra thì bạn ra. Nếu như mà bạn không có mặt ở cái thời điểm khi người đó nói ao lệnh hay là nhiều khi uh, họ có một cái trade nào đó khác vì vậy cho nên họ không cho các bạn ao lệnh thì sao? Đúng không ạ? Thì chính vì vậy á, để cho chúng ta có thể giữ được tiền trong market á, cái đầu tiên là tự mỗi người phải có một cái trade plan Cái thứ hai nữa đó Tức là bạn có thể tham khảo từ những cái video của người khác Nhưng mà bạn phải có cái trade plan cho bạn Và cái trong cái trade plan đó, Nó sẽ cần những yếu tố sau đây Thứ nhất là các bạn phải hiểu về trend Vì sao mình nói về cái điều này Khi mà market nó đang lên Thì rất nhiều người rất là thích cản đầu xe lửa Tức là cứ nó ờ à, nó lên tới ô tham hai rồi Nó lên tới vùng kháng cự, nó lên tới overbought rồi Rót xuống đi, put xuống đi Nhưng mà cái lời mà người đó nói Nó kéo từ tháng này qua tháng nọ Và cái hậu quả là cái gì Cái account của các bạn cũng từ đó mà banh luôn Chính vì vậy cho nên á Là cái việc mà chúng ta hiểu về trend á và thậm, hay thậm chí không phải là do mình nghe người khác Mà chính bản thân mình cũng vậy Mình thường hay có tâm lý á, là đón đầu market Nhưng mà khi mà mình đón đầu market như vậy Cái risk của mình nó lại cực kỳ cao Tại vì sao? Lỡ mà nó xuống lỡ mà bây giờ chúng ta đi bắt đáy và lỡ là cái đáy đó nó chưa phải là cái đáy cuối cùng thì sao ạ đúng ạ Các bạn đầu tiên là mình phải hiểu về trend trước cái trend của con sóc nó đang đi lên hay là cái trend của con sóc nó đang đi xuống và nếu như cái trend của nó đang đi lên thì mình cứ canh support mình vào lon mà nếu mà cái trend của nó đang đi xuống thì mình cứ canh resistance mình sót xuống cái thứ hai nữa là mình phải ý thức được cái risk và cái reward cho mỗi một lệnh mà chúng ta vào ha các bạn ví dụ như bây giờ các bạn bỏ ra uh, vài trăm đồng vài ngàn đồng hay vài chục ngàn để các bạn vào lệnh uh, vào lệnh là option hay vào lệnh là share thì chúng ta phải hiểu được xem á là ồ cái lệnh đó mình vào thì mình sẽ được nếu mà mình mất mình mất bao nhiêu tiền mình có phải mình mất một trăm phần trăm vốn không hay là mình chỉ mất bốn mươi phần trăm vốn hay là thậm chí mình mất nhiều hơn một trăm phần trăm vốn Chúng ta phải biết cái risk đó. Và cái thứ hai nữa là cái reward. Nếu như mà chúng ta bỏ ra, giả sử như chúng ta bỏ ra 1 ngàn đi, chúng ta có thể được reward bao nhiêu? Nếu như á, các bạn phân tích á, và các bạn hiểu được về market này, các bạn sẽ thấy á, là cùng bỏ ra 1 ngàn. Nhưng có những phương pháp á, các bạn bỏ ra 1 ngàn, các bạn ăn về được 10 ngàn. Có những phương pháp các bạn bỏ ra 1 ngàn, các bạn ăn về được 1 ngàn. Nhưng cũng có những phương pháp á, các bạn bỏ ra 1 ngàn, chỉ để các bạn ăn có 1-200 đồng mà thôi khi các bạn vào một cái trade các bạn có bao giờ các bạn nghĩ tới cái việc các bạn đang risk cái gì và các bạn đang reward các bạn expect được reward cái gì không luôn luôn á cái reward nó phải lớn hơn cái risk thì chúng ta mới vào lệnh còn nếu như á, mà chúng ta bỏ ra một cái risk một ngàn đồng chỉ để chúng ta đổi lấy cái reward một trăm hai trăm đồng thì thật sự á, cái 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 lợi nhuận này nè nó mang tính tâm lý an ủi nhiều hơn là nó giữ tiền và nó grow cái account của các bạn. Và cái điều cuối cùng để giữ tiền trong market là đừng có nghe lời người khác, kể cả Kim. Ha các bạn? À, bởi vì á, mỗi khi mà bất kể một ai họ đưa ra một cái plan nào đó, thì á, họ đều có, họ đều hiểu về cái plan đó và họ có những cái backup plan của họ. Vì vậy cho nên á, nhiều khi á, cái cách mà chúng ta tiếp nhận thông tin Có thể là mình tiếp nhận thông tin Không đầy đủ Hoặc là có thể là mình tiếp nhận thông tin Nó nó lệch với cái việc Mà người khác muốn truyền đạt thì sao Và chưa kể là Sẽ có những người Họ đưa ra những cái thông tin không đúng nữa Như vậy thì Khi các bạn bỏ tiền vào bất cứ đâu Các bạn bỏ tiền vào Cái account retirement của mình Các bạn bỏ tiền vào công việc kinh doanh của mình Stock market nó cũng như vậy nó vừa là một cái khoản tiền mà các bạn có thể retire Và nó cũng vừa là một cái khoản tiền mà các bạn có thể thực hiện được cái ước mơ dành cho cuộc sống của các bạn Vì vậy đừng có nghe lời người khác Như vậy á, để các bạn có thể kiếm được tiền trong market Thì các bạn sẽ làm gì ạ? Cái thứ nhất là các bạn hiểu về cái trend và các bạn sẽ trade theo support và resistance Khi chúng ta hiểu về cái trend á, khi mà cái trend nó đi lên Mình canh cái support, mình lon lên mình lên khi mà cái trend nó đi xuống á mình canh theo cái resistance mình shock xuống còn nếu như nó vỡ trend có nghĩa là làm sao một cái trend mà nó đang đi lên mà nó bị vỡ support quan trọng nó đảo chiều thì lúc này chúng ta mới shock xuống hay chúng ta mới bút xuống và ngược lại một cái trend mà nó đang đi xuống nếu như mà nó break out ra khỏi cái kháng cự thì lúc này chúng ta mới lon lên cái đó là cái nguyên tắc để mình kiếm tiền. cái nguyên tắc thứ hai á, là trong thời gian vừa qua có rất là nhiều anh chị uh, mà kim uh, giúp thì á các anh chị đó đó là thứ nhất là bị lỗ hỏng về kiến thức uh, và có những người á, thì lại không biết cả thao tác để các bạn kiếm tiền trong market chúng ta không thể làm vậy được. bởi vì sao cái stock nó là một cái nghề một cái profession một cái nghề chuyên nghiệp và nghiêm túc mà các bạn thấy trong cuộc sống không có một cái ngành nghề nào mà họ trả tiền cho các bạn khi các bạn không làm được nghề đúng không ạ dù là các bạn làm nghề lao động tay chân hay làm lao động trí óc hay là các bạn làm đẹp các bạn làm bất cứ nghề nào cũng vậy dù là các bạn có làm minimum wage hay các bạn làm những cái những cái giờ khoảng hai ba trăm đồng một ngàn đồng một giờ thì sao Người ta chỉ trả tiền cho các bạn khi các bạn làm được việc. Và để các bạn làm được việc thì sao? Các bạn phải có kiến thức và các bạn phải biết thao tác vận hành. Cái stock market y chang như vậy. Các bạn không thể nào kiếm tiền trong market nếu các bạn không có kiến thức và không biết thao tác. Vì vậy các bạn đang chơi cái gì? Các bạn đang day trade, các bạn đang swing trade, các bạn đang muốn mua stock để dành cho long term, các bạn đang trade seller, các bạn đang trade buyer. Muốn trade cái gì thì phải đi tìm kiến thức liên quan đến cái mảng đó. Nếu như mà có điều kiện thì đăng ký các lớp học có uy tín. Không có điều kiện thì ráng tìm những cái nguồn YouTube free hoặc là đọc sách hoặc tìm tài liệu. hoặc và đặc biệt là những cái broker các bạn theo từ Robinhood đến TradingView, uh, Swap, Fidelity, uh, Internet broker tất cả đều có các cái khóa option và các cái khóa thao tác của họ. Đi theo tìm những cái nguồn resource free đó để các bạn học nếu như mà các bạn không muốn bỏ tiền. Rồi, cái thứ ba nữa đó là lựa chọn phương pháp trade an toàn và nhiều profit nhất. Cái này một xíu nữa Kim sẽ đưa cho các bạn một cái ví dụ. Cái thứ tư nữa đó là khi mà các bạn đã quá thua lỗ với market. Có nghĩa là sao? Các bạn không có kiến thức hoặc là các bạn chưa biết thao tác đủ. Hoặc là các bạn mới bắt đầu với cái market này thì các bạn hãy trade thật là ít tiền. Cái số tiền ở đây Kim nói cụ thể luôn, dưới 2.000. Kể cả là cái account của các bạn đó, có 100.000, 200.000, 1 triệu, thì hãy trade dưới 2.000. Cái lý do vì sao? Nếu mà các bạn theo dõi các video về bờ của Kim, các bạn hiểu về Compound Interest, hoặc là các bạn có thể vào những cái trang web về Compound Interest, các bạn thử input vào đó 2.000. Và chỉ cần các bạn làm được một cái thói quen mỗi ngày, các bạn đều đặn, các bạn kiếm được 3% từ cái 2.000 này thì trong vòng với cái compound interest trong vòng chỉ 2 năm thôi các bạn có thể kiếm được lên hơn 200 ngàn các bạn còn nếu như mà các bạn có một núi tiền các bạn có một triệu 2 triệu đi mà các bạn không biết cách trade không có kiến thức không biết thao tác market này nó không trả tiền cho các bạn đâu mà nó sao nó sẽ lấy đi tiền của các bạn và cái một triệu 2 triệu đó của các bạn đến khi các bạn nhìn lại nó không còn đồng nào hết hoặc là nó chỉ còn vài chục ngàn cho các bạn vui thôi cái đó là sự thật vì vậy cho nên á, nếu mà các bạn vẫn đang thua lỗ hoặc là các bạn còn mới với market này, hãy trade thật ít tiền cho đến khi các bạn rèn luyện được cách trade cho mình. Tức là làm sao? Người day trade có kiến thức biết phương pháp day trade, người swing có kiến thức biết phương pháp swing, người long term đi invest có kiến thức để invest. Rồi, như vậy á, thì bây giờ thì mình đã chia sẻ xong những cái gì mà mình muốn nói và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào cái trade plan và như kim nói đó thì những gì mà kim chia sẻ đó thì nó là những cái research những cái nhận định của cá nhân kim và cái lý do mà mình chia sẻ là tại vì mình nhận được sự ủng hộ từ các bạn từ rất nhiều trong các bạn và mình muốn tiếp tục để những cái kiến thức này nó lan tỏa à, còn khi mà các bạn sử dụng nó thì các bạn cũng hãy có cái trade plan cho mình bởi vì sao nếu như mà bất cứ một cái trade plan nào của mình sai Thì đó là sai trên cái tiền của các bạn Chứ còn tiền của mình thì mình đã đang quản lý nó Rồi như vậy thì có 3 điểm các bạn cần quan tâm cho mỗi một cái trade plan Thứ nhất là critical pivot Có nghĩa là tại cái mức này nè Nếu như mà cái giá nó bị thủng qua, thủng lên hoặc thủng xuống Thì cái trend của cái con stock nó thường nó sẽ đảo chiều Ví dụ như từ ở uh, bull sang bear hoặc là ngược lại support á, hoặc là s là các vùng hỗ trợ quan trọng và resistance là những cái vùng kháng cự quan trọng thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái mã stock đầu tiên đó là spy thấy các bạn thì spy sau khi á, mà uh, sau khi mà nó vỡ cái hỗ trợ cái con spy này nè mặc dù nó đi đúng theo cái trade plan tháng 4 của mình nhưng mà nếu mà các bạn còn nhớ thì trong cái trade plan tháng tư khi mình spec nó đó là nó có thể nó lên tới cái level khoảng 528 nè à, 527 528 và thậm chí lên level là 530 532 tuy nhiên cái điều đó đã không xảy ra và nó chỉ lên được sau khi mà mình dự đoán thì nó chỉ lên được cái level khoảng 526.42 và sau đó là nó quay đầu nó đảo chiều và những cái mốc đó, mà khi mà mình đưa ra như vậy cái đầu tiên khi mà mình nói về trade plan là gì Tức là nếu như mà các bạn follow theo một người nào đó Hoặc là khi mà các bạn trade các bạn có những cái level giá của các bạn Mà chẳng hạn như các bạn thấy nó không tiếp tục nó lên những cái level khác Thì các bạn phải tiếp tục các bạn nhìn theo cái diễn biến giá Với những level mà con stock đang đi theo Chẳng hạn như nếu như mà mình expect nó lên 528 nhưng mà nó không lên, mà ngược lại nó làm sao? Nó đâm đầu, nó break hỗ trợ chéo và cái pivot ở vùng 520 thì lúc này chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta đảo chiều và chúng ta canh theo cái chiều put. các bạn? Và tương tự như vậy, mỗi khi mà cái con stock này nè, nó bounce lên. Nếu như mà nó bounce lên chẳng hạn như bây giờ nè, chúng ta nhìn cái đầu tiên nè, của SPY, mình thấy cái gì ạ? Mình thấy là nó đang đi trong một cái downtrend channel. các bạn? Rõ ràng đây là một cái downtrend. Nếu mà chúng ta nhìn về mẫu hình tổng quát từ ngày 1 tháng 4 tới bây giờ 17 tháng 4 hoặc là chúng ta nhìn trong một cái channel mà nó đã tạo thành từ cái khoảng ngày 11, 12 tháng 4 đến bây giờ thì rõ ràng là con spy này nó đang trong một cái downtrend và khi nó đang nằm trong một cái downtrend thì cái nguyên tắc trade là gì ạ? Mình canh cái resistance để mình short xuống và những cái vùng hỗ trợ nếu như mà các bạn muốn vào bắt đáy thì nó chỉ nên mang cái tính là bắt đáy tạm thời cho đến khi nào Cho đến khi nào mà mình muốn lon thơm Hoặc là mình muốn xuyên xa hơn Là khi mà nó vỡ những cái hộ Những cái kháng cự này Tức là giả sử như bây giờ Nó đang nằm trong cái down channel Và nếu mà các bạn nhìn Ở ngay đây này các bạn thấy nè Trong thời gian quá khứ Nó là một cái vai đầu vai Đúng không ạ Và khi mà mình vẽ cái vai đầu vai đó đó Mình vẽ cái khoảng cách của cái vai đầu vai đó Từ cái đỉnh đầu cho đến cái neckline Thì bây giờ các bạn thấy Khi nó vỡ cái hỗ trợ thì rất là trùng hợp ngày hôm nay nó chạm tới cái vùng hỗ trợ tâm lý là cái vùng à, cái vùng khoảng 400 nó vùng cái vùng mà vai đầu vai đó là nó về cái vùng khoảng 499 499 và nó bounce lên ngược trở lại và nó cũng là cái vùng đó thủng qua cái vùng hỗ trợ tâm lý là khoảng 500 thì như vậy cái cú bounce này là một cái nhịp bounce cần thiết tuy nhiên cái nhịp bounce cần thiết này nè mình có nên đánh lên hay không và nếu mà mình đánh lên thì mình sẽ đánh lên ở những cái mốc thời gian như thế nào hiện tại nó nó đang đi vào một cái downtrend. vì vậy nếu như mà các bạn đánh lên thì cái nhịp lên của chúng ta cái đầu tiên mà mình kỳ vọng là nó có thể nó lên lại gì ạ nó lên lại cái vùng khoảng ngày mai là ngày thứ năm ha thì nó có thể nó lên lại cái vùng khoảng 295 503 tại cái vùng này nó sẽ phải đấu tranh với gì ạ level kháng cự quan trọng sao cái level cái key level quan trọng trước đây là hỗ trợ bây giờ thành kháng cự. Cái thứ hai nữa đó là cái cạnh trên của cái downtrend channel này. Đấy các bạn. Thì ở tại đây, nếu như mà con spy có thể vượt qua được thì cái level tiếp theo mà mình muốn nó break qua được đó, đó chính là cái level khoảng 506 hay là cái level 508 509. Trước khi là nó có thể nó confirm cho chúng ta vào những cái lệnh lon xa hơn. Bởi vì sao Bởi vì đây là cái cái vùng giá cực kỳ quan trọng mà trước đây từ trước tới giờ mình đã luôn luôn mình ta target cái vùng giá 508 509. Thế các bạn. Nếu như mà nó bị reject từ cái vùng giá này nè thì cái nhịp của mình sẽ là gì ạ? Mình sẽ phải tiếp tục đó một là nó reject vùng 508 509, hai là nó reject ngay cái vùng gì luôn ạ? À? Hai là nó reject ngay cái vùng 503 này nè. Thì lúc này á cái việc của chúng ta là chúng ta sẽ phải tiếp tục đánh xuống về cái gì về cái vùng giá level quan trọng là 490, 497.3 và 498.2. Nếu như nó thủng cái vùng 497 thì lúc này sao? Các bạn lại tiếp tục các bạn follow cái trend của nó và các bạn đánh nó tiếp về cái level là 494, 493 hay thậm chí là quay trở về cái level khoảng 490. 489 49 các bạn thì đây là cái cách mà chúng ta đánh theo những cái level mình chỉ thật sự mình đánh lên cho lon thơm luôn khi nào nếu như mà nó lên được tới trên này chẳng hạn như nếu mà nó lên được tới trên này và nó hô được Thế các bạn nó hô được lên tới cái cạnh này nó hô được cái vùng 809 và nó lên thậm chí là nó break luôn cái vùng 510 515 517 nè tại vì sao? tại vì ở đây nè sẽ là cái cảnh nối dài của kháng cự cứng khung ngày. đây sẽ là lần thứ tư nó test lại và nó cũng sẽ là giao điểm của cái gì? sẽ là giao điểm của cái của cái vùng pivot chính. thì nếu như mà nó lên được tới vùng này nó break out sau đó nó về nó bắt test trên cái vùng kháng cự chéo cực kỳ quan trọng khung ngày này và hô được trên cái vùng kháng cự chéo này thì cái khi mà nó vừa mới break out lên khỏi cái vùng này nè thì đây sẽ là cái lúc mà chúng ta enter vào lệnh long thơm. Và nếu như mà các bạn sợ là ồ nếu vậy thì mình có phải là mình miss cái 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 chance để mình bắt cái long thơm cho lần này không? Câu trả lời là không các bạn. Tại vì á nếu như mà các bạn biết về các phương pháp trade ở trong cái market này, các bạn sẽ thấy á là ví dụ như các bạn dùng day trade hoặc là các bạn dùng credit put ha các bạn. Các bạn dùng day trade và credit put các bạn đánh từ level Ngày hôm nay, ngày hôm nay thì Kim cũng cho rất là nhiều nhóm mà mình tham gia vào lệnh credit put ở cái level năm 5050 và 5055 hết hạn vào cuối tuần này. Với một cái tỷ lệ là mình bỏ 1.9 mình ăn với cái tỷ lệ là như mình bỏ là khoảng 1.45, 145 đồng và mình ăn 355. Thì đó là các bạn thấy mình bỏ một, mình ăn 2 đúng không ạ mình bỏ một phần mình bỏ 100% phần trăm để mình ăn được hai trăm phần trăm bỏ một đồng để mình ăn được 2 đồng và như vậy á, nếu mà các bạn chơi á, bất kỳ một cái loại lệnh nào từ là các bạn đi xe nếu như mà các bạn mua xe các bạn mua xe từ cái điểm 500 này đi các bạn mua xe lên tới cái vùng 520 này nè thì các bạn ăn được có phần trăm chứ mấy đúng không ạ các bạn chỉ ăn được có phần trăm nếu các bạn mua xe nếu các bạn mua Lip Corp cho năm 2025, Kim nghĩ là nguyên một cái vùng này nó sẽ cho các bạn một cái reward từ khoảng 20% đến 30% max. Nhưng nếu như mà các bạn chơi Credit Put hoặc các bạn Day Trade và các bạn đánh đúng cái sóng thì các bạn có thể các bạn ăn được từ 200% trở lên. Tại vì sao? Chỉ cần cuối tuần này mà nó đóng được trên cái vùng khoảng 503-504 là lúc này các bạn đã có một cái profit là mình bỏ một mình ăn hai tức là mình ăn hai trăm phần trăm rồi đúng không ạ và những cái sóng lên của nó mình cứ đánh lên đánh lên theo các momentum xuyên short term của nó và khi các bạn đánh SPX, các bạn không bị chạc quá sale hay là long thơm. Chính vì vậy cho nên, đó, từ đây cho đến lúc nó có thể confirm long thơm, các bạn cứ đánh theo cái trend của nó, các bạn đánh những nhịp hồi ngắn hạn bằng SPX để các bạn tránh cái cái thuế về lon thơm, tránh thuế wash sale nếu có. Và khi mà các bạn đã confirm được là con spy này nó break out lên tất cả những cái kháng cự những cái kháng cự chéo quan trọng này nè. Các bạn, các bạn confirm là nó break out lên những cái kháng cự chéo quan trọng này rồi. Thì lúc đó các bạn sao? ạ? Và những cái vùng level uh, quan trọng này rồi, nó tạo, nó cần là nó tạo high ở low và nó tạo high ở high. Lúc này mình cứ đánh lên, mình cứ vào mua xe, mình cứ vào lip kho thoải mái. Còn trong trường hợp từ đây lên tới đây, SPX, Credit Put, Day Trade là cái lựa chọn lý tưởng hàng đầu cho các bạn. Rồi, như vậy đây là cái plan dành cho con SPY. Cái lý do vì sao mà mình cực kỳ cân nhắc cái level phía dưới này. các bạn. Cái lý do mà mình cực kỳ mình mình quan trọng cái level cái vùng khoảng 490 nè, cái vùng 490 Khi các bạn mở cái khung ngày á Mình rất là quan trọng cái vùng tầm khoảng 490 Và thậm chí là cái vùng 483 Cái lý do là tại vì nếu mà các bạn thấy Nó đi theo cái nhịp rớt này Tức là nó lên tới cái gì Nó lên tới cái vùng à, vùng pivot chéo Vùng pivot chéo của cái channel down Hoặc là nó tên là những cái vùng sell, những cái vùng sell zone Nó rớt xuống Thì á các bạn thấy ở ngay đây nè, Chúng ta còn một cái gap, nó xém phiêu ngày hôm nay nhưng nó chưa phiêu. Đó là cái gap chỗ nào, 497, khoảng 497.3. Mình xém phiêu cái gap này nhưng mình chưa phiêu. Vì vậy cho nên rất có khả năng trong những ngày tới sau cái cuối hồi ngắn hạn này, thì nó sẽ là một cái nhịp bao, pull back về và nó phiêu cái gap này. Tại vì sao? Ngoài cái gap này nè, chúng ta còn cái gap nào nữa chúng ta còn thêm cái gáp ở vùng 490, 89, 490. Và vùng này có volume put option các bạn. Chính vì vậy cho nên khi mà mình nói về những cái dòng tiền mà hồi nãy Kim vừa mới phân tích với các bạn. Mình nói về volume option, mình nói về diễn biến của chart, mình nói về những cái đoạn gáp. Thì chúng ta thấy là trong thời gian sắp tới khi market nó run lên, nó vẫn còn có khả năng nó quay về lại cái vùng gáp 497, 498. À, cái vùng gáp khoảng 490, 489, 490, hay thậm chí là nó về luôn tới cái level 483, 482, 483. Đó là chưa kể theo như nhận định của những cái, uh, những cái tổ chức tín dụng hay là những cái ngân hàng lớn của Mỹ thì các bạn thấy như sao? Trong năm 2024 có nhiều tổ chức họ dự định là con spy nó sẽ về vùng bao nhiêu? 4 600 và 4 ,002. Nếu như mà nó thật sự nó về 4.600, 4, 6, 4 2, là nó về thích tè dưới này nè các bạn Nó về 418 lần Nhưng mà mình khoan, mình không nghĩ đến những cái điều đó Tại vì sao? Nó quá xa vời Và, và mình cũng, nếu như mà các bạn muốn lon bây giờ Mình sẽ không mong muốn những cái điều này nó xảy ra Chính vì vậy cho nên thời điểm hiện tại Cái trước mắt mình muốn là gì Mình muốn xem, mình, à, yes, mình sẽ đánh nhịp hồi ngắn hạn nhưng cái nhịp hồi này mình đánh ngắn hạn lên Cho đến khi nào nó confirm, nó phá vỡ downtrend Thì mình mới vào lon thương Còn nếu như nó không confirm, nó phá vỡ downtrend Thì lúc này chúng ta sẽ respect cái downtrend Và chúng ta tiếp tục chúng ta short nó về At least là về cái level 489, 490 thì đó là cái chia sẻ về cái market nói chung dành cho các bạn Cái thứ hai nữa đó là về qq Thì hiện tại QQQ sau khi nó phá vỡ những cái level những cái level support quan trọng của mình thì còn những cái level này là kia vẫn giữ nguyên chứ kim chưa có thay đổi gì hết thì hiện tại nó đang được hô một cái level khoảng 425 nếu như mà ngày mai nó có thể và ngày mai kim nghĩ là market nó sẽ có một nhịp hồi kể cả spy hay là qq nếu mà nó hồi á nó hồi lên lại có khả năng nó hồi lên lại 428 và nếu nó hồi mạnh thì nó có thể nó lên lại cái vùng khoảng 430 Đấy các bạn hoặc là nó lên tới cái vùng uh, à, trên Channel cái vùng kháng cự chéo này nè kháng cự chéo của cái đào của cái đào trên này khoảng đó kháng cự chéo ngay cái giao điểm này 430 khi mà nó lên lại tới trên này nè, mình coi nó có phá không nếu như mà nó phá được thì mình sẽ expect là nó lên tiếp 433.6 nhưng nếu mà không phá được cái trade plan good của mình sẽ là tiếp tục đánh nó tiếp xuống cái gì ạ xuống dưới cạnh dưới của channel ở cái mốc từ 430 nè mình đánh nó về tiếp là khoảng 421, 422. Thì đây sẽ là những cái level của QQQ mà các bạn có thể chụp màn hình, các bạn chụp lại. Và mình ưu tiên là đánh level theo level. Bởi vì sao? Trong cái thời gian vừa qua thì có rất nhiều mẫu hình false breakout, false breakdown của con spy. Cho nên cái việc các bạn đánh theo level nó tương đối nó mang tới cái tỷ lệ thắng và an toàn nhiều hơn cho các bạn. Một cái điều nữa mà mình muốn nói tới đó là con VIX các bạn có nhớ trong suốt cái thời gian vừa qua khi mà vix đi trong cái vùng này mình nói là mình sẽ không có cân nhắc con vix cho đến khi nào một là nó break down luôn tức là chứng tỏ market bull trend mạnh hai là nếu nó break out ra khỏi cái vùng tam giác quỷ này và các bạn thấy là trong những ngày qua con vix nó đã break out ra khỏi cái tam giác này ngày hôm nay à, và ngày hôm qua ngày, ngày hôm qua và hôm ngày hôm nay thì nó về nó hô được trên cái vùng kháng cự chéo cũ trở thành hỗ trợ chéo mới và nó đi lên tuy nhiên các bạn thấy một cái điểm là ngày hôm nay nè market đi xuống nhưng mà con vix nó cũng đi xuống theo cái điều đó có nghĩa là gì có nghĩa là market nó đang embrace nó đang chuẩn bị cho một cái cú bounce ngắn hạn và sau cái cú bounce ngắn hạn này nè mình sẽ phải xem xem nếu như mà cái con vix này nè cùng với những cái diễn biến breakout của con spy và qq ra khỏi kháng cự chéo nếu con vix này nó chui vô trở lại cái vùng tam giác của nó thì lúc này market có khả năng lại tiếp tục quay trở lại on thăm hai nhưng nó phải thỏa mãn hai điều kiện một là spy và qq break out khỏi kháng cự chéo mà kim vừa mới nói hai là con vix chui trở lại vào vùng tam giác này còn nếu trong trường hợp mà vix nó còn đây ở đây và tiếp tục nó break out lên tiếp nó vẫn giữ tức là nó vẫn giữ gì à, trên cái vùng tam giác này thì như vậy cái khả năng market của mình còn rớt tiếp về những cái vùng SPY 497 hoặc 489, 490 là cao. Rồi tiếp tục nè, những con stock mà các bạn yêu mến. Tesla. Tesla thì tới thời gian hiện tại, các bạn nói là có phải thời điểm để mua Tesla chưa? Hiện tại đó, thì cái level của Tesla cần phải test lại thật sự là nó nên test cái level khoảng 152, 153. Tại vì sao? Ở đây trong quá khứ là nó có một cái gap của nó đây và kể cả cái vùng khoảng 100 để kim coi nè Ờ à, cái vùng khoảng ngay đây nè mình thấy cái vùng khoảng 152 nè thấy không ạ là nó là ngay cái double bottom cũ và nếu như nó về fill gap là nó về fill gap tới tận 146 147 lần các bạn và chưa kể là nó còn một cái gap ở đây nữa, còn cái gap chỗ 133 nữa quá chừng gap luôn và còn cái gap ở 122 nữa các bạn chính vì vậy cho nên á tại cái thời điểm này nè thật sự á, mình không nói trước được là Tesla nó còn đi xuống hay đi lên. Cái lý do, ER của nó tuần sau các bạn. Và Kim đã giải thích với các bạn rất là rõ trong cái video về giải cứu Tesla rồi. Kim đã giải thích rất là nhiều lần trong cái video đó giải cứu position Tesla thu lỗ. Cái ER này nó mới cho mình biết được cái bức tranh là Tesla còn khả năng để sinh ra nhiều lợi nhuận như các nhà đầu tư kỳ vọng hay không. Nếu câu trả lời là có, dòng tiền sẽ quay trở lại ngay với Tesla bởi vì sao? Những cái level khoảng 146 là hay là 152 at least là nó test lại cái double bottom. Và cái 146 là at least nó fill một cái gap tạm thời của nó. Thì nó hoàn toàn nó có khả năng đi lên tiếp. Còn nếu như mà Tesla nó không thỏa mãn được những cái điều này nè. À, nó không thỏa mãn được những điều này thì chắc chắn là cái cơ hội nó về nó fill những cái gap dưới là có. Chính vì vậy cái trade plan an toàn của mình là cái gì? mình đang kẹt trong position test là mình có nên ra hay không? Câu trả lời là không, tại vì lỡ mà bây giờ các bạn ra là các bạn ra ngay đấy và nó lên thì sao? Lỡ mà nó rớt xuống ngay 152, 153 hay là nó rớt xuống 146 xong nó giật ngược lên và nó bắt đầu nó lên lại những cái vùng 200, 300 thì sao? Lúc đó các bạn tức chết luôn, đúng không ạ? À? Thì chính vì vậy cái giải pháp của mình là phải hết và mình đã đưa ra cho các bạn cái giải pháp này từ 2 tuần trước rồi. Thì hình hy vọng là các bạn take advantage Từ những cái này Và các bạn có cái trade plan cho các bạn Nếu như mà các bạn không muốn nghe bất kỳ ai Thì lúc này các bạn hãy dùng những cái chạc của các bạn Các bạn canh theo những cái level của các bạn Và các bạn dùng phương pháp trade Mà các bạn hiểu biết Ví dụ như là dùng buy put Ví dụ như dùng short share uh, Vô TSLA Hoặc là uh, vô cái uh, Vô cái short Tesla TLAS hả Hay là cái, cái gì đó Ờ uh, Uh, TSLS để các bạn có thể các bạn vào các position short là hedge Tesla như cái ý của các bạn hay là Credit card hay là bướm tùy với cái 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 kiến thức của các bạn nói về NVDA cho nên Tesla là một con stock không bắt đấy cũng không ra mà sao quan trọng hết còn NVDA thì sao NVDA là một con stock từ khi nó phá vỡ cái cái support của nó thì sao mình chỉ có dám canh nó lên những cái nhịp hồi để mình sót xuống mà thôi Hiện tại đó, NVDA nó còn một cái gap ở đâu dưới này nè Nó còn một cái gap ở khoảng ít nhất là khoảng 826-827 Và ở đây nó cũng vô tình là cái đỉnh cũ của nó luôn Cho nên với cái nhịp của NVDA Nếu như mà NVDA nó vỡ xuống dưới 839 vào ngày mai Thì nó sẽ hoàn toàn nó đón được 825 vào tuần này Thế các bạn và nếu như cái nhịp mà mình à, mình giữ trù là mình sẽ bắt đáy NVDA thật ra nó nằm tuốt ở dưới này nè các bạn tức là cái vùng sao tức là cái vùng hỗ trợ vừa là hỗ trợ một cái critical point cực kỳ quan trọng của NVDA ha một cái vùng à, critical point cực kỳ quan trọng của NVDA ở level 707 và cái vùng này nó cũng là gì cũng là cái đường kháng cự chéo cũ trở thành hỗ trợ chéo mới thì tại cái vùng 707 này nè ai muốn bắt đáy NVDA tạm thời thì các bạn có thể lốt vào đây và cái stop loss của mình ngay dưới này luôn. Tại vì sao? Nếu như mà nó 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 bị break out xuống dưới 765 hay là 768, nó hoàn toàn nó có thể về nó fill những cái gap ở phía dưới này, nó rớt về tiếp 743 em Chính vì vậy cho nên nếu mà muốn bắt đáy Nvidia đợi tới cái vùng này. Còn nếu không á, à, còn nếu nếu mà không á thì các bạn cứ đánh credit put theo cái niềm tin của các bạn và cái trade hiện tại trên VDA hoặc là A, à, hoặc là AI stock á, thì nó vẫn là đang theo cái hướng đi xuống nhiều hơn nhưng mà trong tương lai á, trong thời gian gần tới á, thì AI nó sẽ là một cái trend mà mình có thể đu theo nó thêm khoảng 5-6 năm nữa chính vì vậy cho nên á, chúng ta hoàn toàn có thể vào cái trend này nhưng không phải là bây giờ mà mình nên đợi nó về những cái nhịp critical point để mình có thể bắt đáy Apple thì sao Apple thì sau khi mà đây là cái điểm mà Kim cho các bạn bắt đáy Apple bằng gì Bằng credit put đúng không ạ? Và ngay hôm sau là chúng ta đã chốt lời Apple khá là thành công. Tuy nhiên bây giờ khi Apple chui trở lại trong cái vùng tam giác này thì gần như là nó làm một cái false breakout. Khi nó làm một cái false breakout thì sao ạ? Lần này khi Apple quay trở lại chúng ta chỉ và chỉ vào long term Apple nếu nó breakout khỏi cái điểm này. các bạn nếu nó break out khỏi cái đường này là 179. Nếu Apple có thể break out khỏi cái đường này, thì lúc này chúng ta có thể chúng ta vào những cái trade long term cho nó. Còn nếu như mà nó không break out khỏi cái đường này, thì cái khả năng á mà mình sẽ giữ trù Apple làm sao? Mình sẽ quan sát cái phản ứng giá của nó ở vùng 165, 166. Tại vùng này, nó match với lại một cái double bottom trước đó vào tháng 10, 2023. Tháng 10, 2023, là cái thời điểm gắn với khá nhiều cột mốc quan trọng về dòng tiền hay là về phản ứng của market. Vì vậy cho nên á, nếu như mà chúng ta một là chúng ta đợi Apple về lại cái vùng 165, 166 này mình bắt đáy nó bằng sell put mình có thể mình đặt một là các bạn vào sell put hai là các bạn vào 1 phần 4 số xe các bạn muốn còn ba là các bạn khi nó về tới đây các bạn chỉ có tiếp tục trade credit put đi lên Tại vì sao Credit Put nó có thể mang lại cho các bạn khoảng 100, 200, 300% profit Trong khi nếu các bạn vào share hay là vào lip Apple chơi lip trade cực kỳ chậm Một cái lip của Apple nó chỉ có move khoảng tầm 10-15% thôi Còn nếu mà các bạn vào share và với cái biên độ di chuyển này của Apple Thì nó cũng khá chậm so với việc các bạn vào một cái Credit Put chỉ nên vào long term share Apple một cách tự tin chắc chắn nếu lần này nó quay trở ngược lại Nó phá vỡ cái vùng khoảng 179 178, 179 này của nó đó, các bạn Thì đó là cái trade dành cho Apple Một cái mà Kim muốn cho các bạn ví dụ Nhiều bạn hình dung là Ủa oh, Kim ơi, bộ có những cái trade nào khác Những cái phương pháp trade nào khác Cái cách mua xe hay là buy call buy put hả Kim Có trả lời là có đó các bạn Các bạn nhìn vào ở đây Là một cái trade À, mà ngày hôm qua các bạn à, ở trong group mình có chia sẻ với các bạn ở trong à, trong group học học viên của mình thì á, ví dụ như các bạn muốn đánh xuống ông meta có tới bốn cái cách trade đánh xuống ngoài cái cách trade short share thì nó sẽ tốn nhiều tiền đúng không ạ à, thì á, các bạn có thể ngoài cái việc short share các bạn có thể là các bạn vào sell call ha các bạn các bạn có thể các bạn vào credit call theo kiểu seller truyền thống để các bạn ăn được 25% profit trong vòng 10 ngày. Các bạn có thể các bạn vào buy put. Nhưng nếu các bạn vào buy put, con này nó phải đi sớm, rớt sớm trong vòng từ đây cho đến thứ sáu Còn nếu như tới tuần sau nó mới rớt, thì nếu nó rớt sớm, về cái vùng khoảng 490 mà ngày hôm nay nó đã rớt được khoảng 6 điểm rồi. Và bây giờ còn khoảng mấy điểm nữa. Thì nếu nó rớt, cái put này vào từ hôm qua chỉ ăn được có từ 20 đến 30% nếu nó rớt. Còn nếu như mà nó cứ dập dình dập dình Nó hồi lên lại và ngày mai ngày mốt tuần sau Nó mới rớt xuống lại Thì lúc này á Dù nó đi xuống cái vùng giá mình mua buy put 100, 490 Nó vẫn lỗ từ 50 đến 70% các bạn Và về credit call Các bạn cũng có thể chơi một cái cách khác Là cái cách chiến thuật forward Ví dụ mà Kim hay share Alert public free cho các bạn Credit call 490, 485 đây là cái cách trade mà có thể mang lại cho các bạn từ 30 đến 100% profit. Thì như vậy á, cái này nè, Kim sẽ không chú trọng vào cái việc và Kim cũng không có thời gian giải thích với các bạn về chi tiết của từng loại lệnh. Nhưng Kim chỉ muốn cho các bạn thấy được một cái điều rằng á, trong market của mình nó có nhiều cách trade. Và quay trở lại cái vấn đề là cái gì ạ? Quay trở lại cái vấn đề là khi mà các bạn muốn giữ tiền trong cái market này các bạn phải biết risk và reward của từng cái phương pháp trade, từng cái trade mà các bạn đang theo. Và nếu như các bạn muốn kiếm tiền trong market đó, các bạn phải lựa chọn cái phương pháp trade an toàn và nhiều profit nhất. Và đặc biệt á, đừng bao giờ nghe lời người khác để quyết định cái tiền của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay và hy vọng là các bạn sẽ kiếm được nhiều profit và an toàn trong cái market này. Dù là cái account của các bạn đang trade bear hay là đang trade bull xin chào và hẹn gặp lại các bạn